Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Minh Nam Vlog kiếm tiền online để cập nhật những video mới nhất ở trên kênh. Thì trong video này sẽ không phải là một video về rúp hay là một video về đô, mà Minh Nam sẽ làm cho các bạn về một cái dạng clip mà để các bạn kiếm tiền Việt nhé. Nó cũng đơn giản như là những cái trang web như các bạn từng tham gia thôi, cũng là một nền tảng như các bạn đọc tiêu đề. Đó là chúng ta tham gia này, rút gọn link này, cài app này, tương tự như là những con web kiếm lúa mà các bạn đã từng nghe hoặc là thấy kênh YouTube khác người ta giới thiệu đúng không? Đấy, thì hôm nay Minh Nam sẽ chia sẻ cho các bạn về cái trang web mới này. Trang web này thực sự là nó mới ra thôi. Nó có tên là dogfarming này, .net. Đấy, thì cái dự án này nó cho phép các bạn làm các nhiệm vụ để các bạn có thể là tham gia này, đăng ký này. Đây, rút gọn link đây các bạn nhé. Đấy, short link này. Đó. Và đầu tiên chúng ta cũng phải làm các nhiệm vụ. Từ từ để Minh Nam reset lại trang web. Đây chính là giao diện của nó này. Đấy, đầu tiên các bạn sẽ click vào nút đăng ký ngay hoặc bấm vào đường link mình để dưới phần mô tả. Nó sẽ có một cái dòng là nhập địa chỉ mail này, nhập một cái mã code này. Tức là các bạn nhập mail vào đây, các bạn bấm get code thì nó sẽ gửi cho bạn một cái mail về cái một cái mã về cái mail của các bạn. Thì các bạn sẽ mở ra, các bạn lấy cái mã code đó nhập vào đây. Và các bạn nhập cho mình cái số điện thoại này, nhập cho mình cái mật khẩu này, enter password again, mật khẩu các bạn nhập lại một lần nữa. Và cái phần là enter invite code này, tức là nhập cái mã mời. Các bạn thể nhập mã mời Minh Nam để dưới màn hình, hoặc là quét cái mã QR Minh Nam để ở góc bên tay phải này nhá. Đây, góc bên tay phải này. Đấy, các bạn sẽ quét mã QR hoặc là xem cái đường link mình để dưới phần mô tả của video và bình luận nhá. Sau đó bạn kích vào I'm not a robot và bấm submit thôi. Sau khi đã có tài khoản rồi, các bạn cần đăng nhập vào. Đây, Minh Nam sẽ đăng nhập vào luôn. Đó là báo là login success full này. Đấy, ok chưa? Rồi, sau khi vào sẽ báo là welcome to dog farming. Đấy, xin chào và đến với trang web của chúng tôi. Được chưa? Đó, nó sẽ có các cái trang web, có các nhiệm vụ cho các bạn làm ở đây. Như là đầu tiên sẽ là vượt link to lù lù ở đây rồi. Và đua top này, có thể cài app này và đổi thẻ cao. Được chưa? Đây thì các bạn sẽ, Minh Nam sẽ vào từng cái nhá. Vượt link thì là cái giao diện như thế này rồi. Đấy, các bạn làm cái nhiệm vụ vượt link YouTube. Vừa link rút gọn, sau đây các bạn vừa link rút gọn nhá, để các bạn làm kiếm tiền. Các bạn sẽ bấm nút trở lại và chúng ta sẽ vào cái phần đua top. Đua top ở đây là những cái thằng nào mà nó đua top, nó kiếm được nhiều, nó sẽ hiện ở đây và sẽ được cái phần thưởng riêng của cái trang web này. Nhưng mà hiện tại thì do là trang web mới ra, làm gì nó có kinh phí để mà nó chơi đua top cho các bạn. Đấy, còn cái app thì vẫn sẽ là những con app thông dụng thôi, như là tạo một tài khoản Bybit này, sàn Bybit này, nhận được 50k duyệt trong 10 ngày. Đấy, coi như là sấp xỉ nửa tháng mới được duyệt các bạn ạ, duyệt rất là lâu nhé. Đấy, có khi các bạn quên bánh đi mà mãi về sau nó mới cộng tiền cho các bạn khi các bạn đăng ký tài khoản thành công. Tóm lại là những cái nhiệm vụ này thì không khả thi, chơi cũng chơi được đấy nhưng mà duyệt lâu quá, được chưa? Đấy, chủ yếu chúng ta làm những cái cắt cơn rút gọn là nhanh nhất, hoặc cái đổi thẻ này. Cái đổi thẻ ở đây nó chả có cái gì nhỉ, bấm nó lại ra đây luôn, ở đây mệnh giá ở đây. Ví dụ như là các bạn có tiền ở trong cái tài mà các bạn không muốn rút về ngân hàng hay là rút về ví USDT các thứ, thì các bạn có thể là rút về thẻ cào, được chưa? Thẻ cào, thẻ game Gardena này, thẻ Zing, Vcoin này, Gate này, Funcard này, Scoin này. Đấy, mệnh giá từ 10k 500k. Đó. Cái này thực sự với các bạn rằng là mua ở trên trang web này đúng là chỉ có thằng nào rút nó mới mua ở trên thẳng trên web này thôi. Đấy. Chứ còn bây giờ các bạn thấy rằng là những cái ví điện tử như là Viettel Pay này, Momo này, hay là Zalo Pay các thứ, mua đều chiết khấu được hết. Như ở trên đây các bạn mua 10.000 cái thẻ là chắc chắn các bạn phải trả 10.000 coin, được chưa? Tốt nhất là chúng ta nên mua ví điện tử. Đấy, mình đây mình chả nhận quảng cáo cho game hay là cho gủng nhá, bởi vì mình biết là cái trang web này do một thằng Việt Nam nó tạo nguồn ra, được chưa? Ngoài ra nó thêm là mua cả những con pool các thứ này, đắt sớt các thứ này. Đấy, nuôi chó kiếm tiền các bạn ạ, nuôi chó kiếm tiền ở trên web luôn nhá. Đó, nhưng mà cái này cũng không khả thi, được chưa? Chúng ta kiếm miễn phí thì tội quái, ta phải đầu tư ở đây đúng không? Nói thẳng nói thật thôi nhưng mà thật đúng không? Minh Nam đã ghi là kiếm tiền miễn phí rồi, mình lại hướng dẫn các bạn đầu tư nó lại sai quá đúng không? Khi nào mà Minh Nam bảo là những cái như là đầu tư ngắn ngày đấy các thứ thì mình kháng đầu tư. Chứ còn bây giờ mà trang web ghi tiêu đề một đằng và hướng dẫn các bạn một nẻo thì các bạn chửi cho bục mặt ra đúng không? Đó. Đây này, go onus.io được chưa? Đăng ký tài khoản onus những ngày 10.000 đồng, điều kiện đăng ký theo mã giới thiệu này, xác thực tài khoản và trở thành khách hàng đáng cậy này. Ta nói chung là đăng ký theo đường link rep của nó này, sau đó là tạo tài khoản xác minh KYC ấy, được chưa? Sau đó là liên hệ với nó để nhận thưởng. Đấy, cái này thì nhận thưởng được ngay 10.000, trả 10.000, những cái bên khác nó trả còn cao hơn các bạn ạ. Đó. Thôi, tóm lại là như thế này.
nó sẽ có một cái phần để chúng ta kiếm tiền chính và cắt cơn mà kiếm được ngay tiền để mà nhận về luôn ấy, thì là sẽ ở trong cái phần vượt link này, được chưa? Đó. Còn cái số tiền này thì chả biết nó ghi ở đâu. À, quản lý này, mã mời này, nhiệm vụ này, mời 15 người lên level 2 này, các thứ, gói 2 đấy, package các bạn ạ, thành viên này. Tóm lại là một số cái nó còn rất là đơ các bạn ạ. Đó, đăng xuất thêm ví này. Đây nhá, các bạn thể bấm vào cho mình phần quản lý này. Sau đó các bạn sẽ click cho Minh Nam vào phần thêm ví này, để các bạn sẽ thêm các cái tài khoản ngân hàng vào đây. Ví dụ như là các bạn cần rút về bank hay là các bạn cần rút về BUSD. Đấy, cái BUSD này thì ở các sàn hay là các ví điện tử như là ví chớt này, ví MetaMask này, nó đều có cái BUSD này. Đấy, hoặc là các bạn sẽ rút về bank, tốt nhất là có tiền rút về bank đúng không? Mà min rút của nó chỉ 10.000 thôi các bạn ạ. Min rút của nó chỉ là 10.000 thôi nhé. Đây, select bank này, các bạn liên kết này. Đấy, đấy các bạn thêm ngân hàng vào đây. Sau đó là ví dụ Minh Nam chọn cái Techcombank này đi. Sau đó account new, tức là nhập cái số tài khoản các bạn vào đây nhá. Và tên người nhận, tên người nhận ví dụ như là mình Trần Minh Nam này. Trần Minh Nam. Đấy, được chưa? Sau đó mình bấm là ask wallet, được chưa? Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ trở lại trang chủ này. Chúng ta sẽ bắt đầu kiếm tiền nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ bấm vào nút vượt link. Cứ nhiệm vụ nào cao tiền thì làm, được không? Đó. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái phần này, chúng ta được là 300 xu, tương ứng lại là 300 đồng ấy, được chưa? Cứ 10.000 xu tức là 10.000 đồng. Đây. À, kiếm tiền ở đây thì nó sẽ ghi là tổng thu nhập ở đây nhá. Nhiệm vụ nó hoàn thành này. Ok, mình sẽ bấm nút action. Đấy, nó sẽ bật ra văng ra một cái tab mới như thế này. Và vào ứng dụng Google bấm tải, phải copy từ khóa màu đỏ VN138. Tóm lại là những cái trang web rút gọn link này ấy, bây giờ nó liên kết với cả những cái trang web cờ bạc hết rồi các bạn ạ. Đấy, VN138 nhé. Sau đó tìm VN138.today. À, VN138.today ở đâu? Đây, VN đúng cái này nha các bạn nhé. Đấy, sau đó vượt link này. À, tìm đến cái này này. Sau đó cuộn xuống cuối trang này, ấn vào link, lấy link ngay này. Rồi nhập cái mã vào đâu. Nhảy từ từ nhá, để Minh Nam kéo cuối này. Ở đây, lấy link ngay. Ở đây thì Minh Nam đang sử dụng một cái trình để vượt captcha nhá, tức là mình chả phải bấm những cái này làm cái quái gì cả, mình bấm vào cái phần hình đầu người tích này này. Đấy, tự động giải captcha cho mình này. Đấy, bây giờ nó đang bị chặn ở dưới bên này, tức mình sẽ bấm lại một lần nữa nhá. Đấy, nếu mà nó vẫn bị chặn thôi, tốt nhất chúng ta kích tay, bởi vì là không phải cái nào nó cũng ngon ư đâu các bạn ạ. Đó, motobike này, kích cái khác này. Cái web này nó bị chặn này. Có nạn vậy các bạn. Đây, bút này. Nhập những cái nào mà có xe buýt nhá. Đây, mấy nào làm từ tốn cho các bạn. Đấy, để tránh trường hợp các bạn không biết làm. Đấy. Bởi vì các bạn hiểu là mỗi một cái dạng link rút gọn nó sẽ một cái, có một cái kiểu vượt khác nhau chứ chả cái nào nó giống cái nào cả các bạn ạ. Next này. Bicycle này. Rồi ok nhá, lấy link ngay này. Và chúng ta sẽ phải chờ nó trong vòng 60 giây. Đấy, Minh Nam sẽ tạm dừng video một chút để chờ trong hết 60 giây, đỡ tốn thời gian các bạn nhé. Ok, sau khi mà đã vượt được link thành công nhé, các bạn thấy này, mình sẽ bấm nút get link này. Đấy, nó báo là truy cập link tại đây này. À, đấy, bây giờ nó ra cái dog farming này các bạn ạ. Đấy, nó ra cái dog farming rồi nhé. Ô, thế sao lại nó bắt đăng nhập nhỉ? Này, quảng cáo kệ cụ nữa các bạn nhé. Mình sẽ nhập vào đây, đăng nhập như bình thường. Submit này. Đấy, thế nào lại bị văng ra nhỉ? Đấy, dog farming. Ô, truy cập link tại đây nhé, để mình truy cập lại này. À đây, bây giờ các bạn đến cái mức độ mà nó báo là chờ trong vòng mấy giây này của đúng cái trang web là dog farming ấy, thì là chuẩn nhá. Đấy, cứ ra cái giao diện này là đúng này. Đấy, bây giờ bấm vào get reward. Đấy, bạn đã kiếm được 300 đồng. Ok nhá. Đây, thu nhập 300 đồng đây. Nói chung là vượt cũng dễ các bạn ạ. Đấy, cứ 300 lúa này, mình bấm action một cái thứ hai này. À, you have a round này. Từ đó, dịch trong tiếng Việt này. Vui lòng chờ 2-3 phút để thực hiện tiếp. Mẹ cha cho nó nữa các bạn. Nó còn chờ để mình xem quảng cáo cho nó nữa các bạn ạ. Đấy nhá, mình sẽ load lại cái trang web một lần này. Đấy, các bạn sẽ thoát hết tất cả những cái tab ra. Các bạn để nguyên một cái tab này thôi.
chờ 2-3 phút để làm tiếp. Tức là cái này hình như là các bạn không làm liên tục thì phải, mà các bạn phải làm những cái đây action này, chờ 2-3 phút để làm tiếp này. Tức là như kiểu chúng ta là lính mới ấy, các bạn nó phải có thời gian thử thách để xem ta làm có thật không hay là sử dụng là tool auto các thứ ấy. Nói chung là cũng hợp lý thôi các bạn ạ. Đấy, cái này thì thực sự là nó giống một cái trang web là kiếm lúa đấy, nhưng mà cái trang web này thì nó vượt link, nó nhàn hơn các bạn ạ, nó vượt link, nó nhàn hơn rất là nhiều. Còn cái trang web mà kiếm lúa, đây để mình vào trang web kiếm lúa cho các bạn nhé. Đây, trang web mà kiếm lúa đây này. Cái trang web này thì nó, đây, nó cũng kiếm lúa nhá, kiếm như thế, cũng vào vượt link rút gọn này, các bạn thấy này, cũng nhiệm vụ như thế này. Giá rất là cao, giá rất là cao. Tuy rằng nó cộng ngay, nó không bắt các bạn là chúng ta phải, nhiệm vụ có sẵn này, 187 này, chúng ta phải đợi để mà mới thực hiện được các nhiệm vụ còn lại. Nhưng mà nó lại vượt rất là nhiều link các bạn ạ. Nó vượt hết link này sang link kia. Tức là nó, các bạn phải hiểu là những cái thằng nó phát triển ra cái link rút gọn này nó kiếm rất là nhiều. Đấy, nó trả cho các bạn là 250 đồng một cái đường link thôi. Nhưng mà các bạn biết là khi các bạn bấm vào đây này, nó xiên 2, xiên 3, xiên 4, thậm chí là xiên được 5 cái trang web rút gọn liên tiếp. Tức là nó bỏ, nó ăn, nó thu vào 5, nó chỉ nhè cho các bạn một thôi các bạn ạ. Đấy, ví dụ một lượt click của bạn vào những trang web, tất nhiên nó sẽ phải cài những cái trang web rút gọn link mà kiếm được rất là nhiều tiền, cái tỷ lệ thu nhập cao. Ví dụ như là 1.000 view thì chúng nó kiếm được khoảng là 300.000 chẳng hạn, hay là thế nào đấy, thì nó trả các bạn là 250 đồng một cái đường link đấy, thì nó trả bõ cái gì các bạn. Đúng thật, nó trả bõ gì. Những thằng làm những trang web này thực sự là nó phải ăn dày các bạn ạ. Thì đúng, nó phải có ăn dày nó mới có tiền, nó chi trang trải cho cái việc là nó thêm, đúng không? Đấy nha. Nhân là nó vẫn cái gì đây. Bạn đã hết lượt xem cho quảng cáo này. Lượt xem. À, đây nhá, cứ tìm cái nào không trên 1 này là chúng ta làm được này. Lại 2 đến 3 phút phải cho làm các bạn ạ, vẫn chưa được xem nhá. Đấy. Mở khóa lúc 14 giờ hàng ngày. Nói chung là trang web này làm người cũng ức chế lắm đấy các bạn, nhưng mà Minh Nam review mình vẫn phải review nhá. Đấy, nhiệm vụ hàng đầu đây này. Bấm vào đây đi. Tham gia đua top luôn à. Đấy, tham gia đua top nhé. Hoạt động này, chờ khoảng 2-3 phút để làm tiếp này. Vẫn phải chờ này. Ok nhá. Nói chung là như thế. Đấy, tiện thì mình làm review luôn cái trang web là kiếm lúa này luôn, 2 trong 1 cho các bạn luôn nhá. Đấy, 2 trong 1 cho các bạn làm luôn. Ở trang web này thì các bạn cũng đăng ký một tài khoản. Các bạn đăng ký bằng tài khoản Google nhá. Đây, mình làm sẽ đăng xuất ra này. Đấy, bắt đầu ngay này. Các bạn sẽ click vào đăng nhập bằng Google, được chưa? Đăng nhập bằng Google. Đấy, đăng nhập bằng Google. Đó. Đấy, sau khi đăng nhập thành công rồi này, các bạn có thể là vào cho mình cái phần điểm danh hàng ngày đầu tiên này. Bấm điểm danh ngay này. Vui lòng thực hiện tối thiểu 3 nhiệm vụ lượt link rút gọn để tham gia. Ok nhá. Phần này thì tí chúng ta làm được xong 3 cái đường link rút gọn, chúng ta sẽ có thể kiếm được. Bây giờ đến vòng quay may mắn này. Nó sẽ hỗ trợ các bạn là một cái vòng quay miễn phí một ngày. Các bạn bấm vào spin. Ok. Cài cả cái tiếng của cái gì nhỉ, chiếc nón kỳ diệu đây các bạn. Lại ô thêm lượt này. Ok. Đó, mình sẽ thêm vào đây, được chưa? Đấy, các bạn biết rằng là làm cái trang web này thì mình thực sự ức chế lắm. Đấy, lại ô mất lượt mẹ sư nhân nhà nó các bạn đây này. Vừa được ô thêm lượt xong thì đợi ô mất lượt. Đúng là vòng quay mắn này không gọi là cái gì cả. Con số thần tài này, con số thần tài thì các bạn nhớ nhé. Chọn thần tài, 100 đồng chúng ta sẽ được 7.000, 1.000 đồng chúng ta được 70, mà 10.000 đồng chúng ta được 700. Đấy, nó như kiểu đánh đề ấy các bạn ạ. Đấy, ghi đề nhé, đánh sổ số ấy. Đấy, về tối nay ví dụ đề về con này thì chẳng hạn là chúng ta ăn, được chưa? Còn chơi game này mình nó thử chơi nhưng mà trái nó loát đầu các bạn ạ. Hay là do là mình chơi trên máy tính, trên điện thoại nó khác. Còn mã khuyến mãi thì nó sẽ có cái mã coupon ở đây. Đấy, mã coupon ở đây thì các bạn có thể là tham gia. Đó, còn rút tiền ở đây các bạn thể vào đây rút này. Rút thì ở đây nó sẽ cho các bạn rút về MinPay 10k sẽ áp dụng cho 2 lần rút đầu tiên. Từ lần rút tiếp theo MinPay là 20k. Đấy, tức là nó sẽ hỗ trợ các bạn là 2 lần đầu tiên các bạn rút được 10.000 đồng. Còn từ lần thứ 3 trở đi là các bạn phải rút là từ 20.000. Đấy. Ok nhá, chúng tôi sẽ duyệt lệnh và chốt lệnh vào 10 giờ sáng các ngày 2, 4, 6 hàng tuần. Các lệnh bị tạm giữ ắt để Min để giải quyết, check tài khoản và giải quyết trong 12 giờ trưa cùng ngày. Min rút tối thiểu 10.000 lúa là 10.000 đồng, được chưa? Nó sẽ có các mục như là vừa link rút gọn và cái ứng dụng thôi. Mình sẽ bấm vào vừa link rút gọn trước. Đấy, đây cũng link rút gọn rất là nhiều. Chúng ta cứ kiếm cái nào cao chúng ta làm nhá. Thực hiện này.
Đấy, cái này này nó lại chả báo là như thế nào đấy đâu. Ghi đề online, mẹ sinh nhật nó ghi đề online luôn các bạn. Đây. Ok. cdc.org, cdc.org đây rồi. Kéo xuống, continue. Đây, continue đây. Continue này. Chờ 70 giây các bạn nhé. Ok, thì các bạn thấy rằng là khi mà xong nó sẽ bảo là vui lòng click vào đây link để lấy trang bất kỳ. À, nó báo là miễn trừ trách nhiệm này. Vui lòng click vào link các trang bất kỳ để lấy mã. Mình bấm thử vào đây nhé. Ở đây, xong rồi chúng ta kéo ống cuối. Chúng ta sẽ bấm continue. Lại chờ tiếp 15 giây nữa các bạn, nó mới hiện link nhá. Đó. Rồi, sau khi mà chờ xong 15 giây các bạn, nó hiện ra một cái mã như này. Zozu WG này, các bạn bấm Ctrl C. Và chúng ta sẽ qua trang này, chúng ta điền mã vào đây. Đó, và chúng ta bấm nhận mã, xác nhận. Đấy, và vui là lòng chúng ta bấm vào đây. Và motobike này. Để mình xem nó có xác minh được không nhá. À, nó dịch được luôn các bạn ạ. Ok. Ôi chết thở rồi. Đây này, một giây này, các bạn trở lại, lúc nãy mình mang bấm nhầm đấy. Ok, mình sẽ bấm nút tiếp tục này. Rồi, final step, bây giờ các bạn sẽ bấm nút get link 27 cộng 5, 75 12, 33 nhỉ, 32 nhỉ. Ok các bạn nha, tiếp tục. Đó, như vậy là mình nào đã được cộng thành công là 300 lúa các bạn nha. Đấy, bây giờ nó phải chờ tiếp 1 phút nữa nó mới cho mình thực hiện lại cái nhiệm vụ này. Bây giờ mình thử vào cái này xem nhá. Xem nó có bắt mình chờ không. Đấy thì không phải chờ các bạn ạ. Chúng ta làm được luôn nhá. Không như là trang web DocFarm. DocFarm bây giờ chúng ta quay lại hoạt động được rồi này. Đây này. Như là cái trang web này này. uptooling.cloud này. Đấy là chúng ta bắt đầu làm được cái trang web này. Các bạn thể kết hợp với cả hai trang web cùng lúc các bạn nhá. Đấy. Thì cách làm thì Minh Nam đã hướng dẫn các bạn rồi. Mỗi trang web nó chỉ có đơn giản như vậy. Và khâu cuối cùng của cái trang web là DocFarm này là cứ đến cái giao diện tím mà là ok thôi. Được chưa? Còn video nó cũng khá là dài nên Minh Nam không muốn làm thêm nữa. Đấy, để tránh mất thời gian của các bạn. Các bạn cần làm một lần là các bạn biết rồi đúng không? Còn những nhiệm vụ cái app thì Minh Nam khuyên các bạn là kiếm được nhiều thật đấy, nhưng mà duyệt hơi lâu. Với cả đa số chúng ta biết hết những cái ứng dụng này rồi. Còn bây giờ tìm người mới nó khá là khó, cho nên là các bạn tốt nhất là thôi, chúng ta cứ tham gia lý do gọn này, kiếm được ít nhưng mà nó chất lượng các bạn ạ. Ok nhá, các bạn kết hợp cả hai trang web chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều. Được chưa? Rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Minh Nam. Nếu video của mình mà hay mà hữu ích cho các bạn thì các bạn có thể là cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Mà nói luôn đến cái trang web này là rút tiền đây này, nó có thêm mà rút tiền ở đây, min rút của nó là 10k về Momo hai lần đầu đúng không? Từ lần thứ ba trở đi sẽ là 20k, còn những lần khác thì nếu mà rút về ngân hàng phải là từ 50.000. Tóm lại là rút về, đã rút về Momo rồi thì các bạn cần quá chúng ta phải rút về ngân hàng nữa đúng không? Rút Momo là min chuyển ngân hàng nó chỉ có 10k thôi. Đấy. Ok chưa? Rồi. Thì các bạn có thể tham gia ở đây. Và để mà làm những cái như là tài khoản, các bạn nhớ vào đây nhá. Các bạn bấm thông tin thanh toán này. Các bạn nhớ là thêm các cái địa chỉ là bank transfer hay là Momo ở đây nhá. Cái này là của trang web là kiếm lúa. Được chưa? Còn trang web DocFarming thì Minh Nam đã hướng dẫn các bạn rồi. Đấy. Thì Minh Nam xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.